Rồi coi như là Hằng sẽ coi như là Hằng sẽ trả lời về cái vấn đề chị Thắm và anh Lộc nha quý vị, để mọi người cứ không có yên tâm đó, nhất là mấy cô mấy chị thì gọi điện thoại nhắn tin cho Hằng rất là nhiều, hay là Hằng cũng đã đọc những cái comment ở trong những cái video của Hằng đăng rất là nhiều là vấn đề chị Thắm và anh Lộc. Thì thực sự là chị Thắm với anh Lộc á, Hằng nghĩ là không có, cho dù cái tình yêu của chị Thắm với anh Lộc á, không có thể nào mà cái bọn sân si đó mà có thể lay động được, là kích động để cho anh Lộc đi về con đường cũ đâu. Hằng rất là tin tưởng anh Lộc, cho nên mấy cô và mấy chị cứ yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đối với anh Lộc là sẽ đi homeless trở lại hay là trở về con đường kia đâu. Cho nên Hằng có nói chuyện với chị Thắm với anh Lộc rồi, thì hai người có giận nhau thí dụ như vậy, thì trong Hằng có nói là trong cái chuyện tình cảm tình yêu đó thì đôi khi phải có giận nhau thì mới có một cái màu yêu thương cái gì đó, chứ không có đến nỗi là phải anh Lộc trở về con đường đi homeless đâu. Thì giận nhau anh Lộc cũng có thể đi camping, đi cắm trại thử đi, để trải nghiệm cuộc sống khi không có chị Thắm ở bên cạnh. Mà nếu mà khi trải nghiệm được, vượt qua được trong cái lúc đi cắm trại ở ngoài rừng mà mình không có nghĩ tới những cái con đường cũ á, thì anh Lộc đã chiến thắng rồi, chiến thắng được cuộc đời mình rồi. Cho nên mấy cô mấy chị cứ yên tâm. Anh Lộc cũng nói chuyện với Hằng rồi, anh Lộc nói là yên tâm đi, em đừng có lo, anh không có để cho bọn bọn ác độc gì đó của hai vợ chồng, mà Hằng thì không bao giờ coi tới chi cho nó mất công mệt cái thời gian của mình nghe, nhưng mà Hằng không có bao giờ coi đâu. Nhưng mà cái video anh Lộc đăng lên là nói gì, hai vợ chồng con ngọng gì đó, là nói kích động Thắm. Thì nói kích động Thắm là không phải vì kích động Thắm mà Thắm chia tay anh Lộc, tình yêu của anh Lộc với Thắm mà làm gì hai vợ chồng con ngọng đó có thể chia rẽ được. Nhưng mà đôi khi trong chuyện xích mích gia đình vì một cái gì đó thì hai người giận nhau, chứ Hằng nghĩ là hai vợ chồng ngọng nó không đủ tư cách để chia rẽ được tình yêu của chị Thắm và anh Lộc đâu. Cho nên bà con cô bác mình cứ yên tâm nha. Còn khi việc của mình làm á, thì mình cứ thẳng một đường đi mình làm, mình không có làm cái gì nó trái với cái lương tâm của mình. Cho nên là mình cứ cứ thẳng một đường của mình làm thôi. Cho nên Hằng cứ có nói chuyện với anh Lộc rồi, Hằng nói anh Lộc cứ làm những cái quay cuộc sống gia đình hay là những cái vấn đề anh Lộc đi làm mỗi ngày review cho quý vị khán giả xem là được rồi. Đừng có nói về về cái vấn đề gì khác hết để mất công. Cứ hai vợ chồng cứ làm về cuộc sống gia đình đi. Thì Hằng cũng có nói với anh Lộc như vậy, thì Hằng hy vọng là chuyện tình cảm của anh Lộc và chị Thắm sẽ không có sự thay đổi, cho dù giận nhau rồi xong sau đó trở về với nhau, cho dù có giận đi ra ngoài 2 3 ngày 3 4 ngày gì đó thì cũng là một cái thử thách trong cái tình yêu của hai người. Còn Hằng gửi lời khuyên hai vợ chồng của một cái anh chị gì đó, đừng có nên, mình không có làm được việc thiện thì mình đừng có nên chà đạp nói cho người ta chạm cái nỗi đau đó là mình đang làm ác đó. Nếu mà mình đi nói để người ta chạm nỗi đau trong lòng người ta là mình đã làm ác, thì thôi mình không có làm thiện được thì mình đừng có làm ác ha. Khi mà mình làm một chuyện gì đó mà người ta vì cái nỗi đau đó người ta bị sa sút cái gì đó là mình sẽ gánh cái tội đó. Cho nên mình khuyên các bạn không có làm thiện được thì đừng có làm ác nữa nha. Còn chị Thắm và anh Lộc cũng đã nói chuyện với Hằng rồi, cho nên không có vấn đề gì xảy ra đâu. Bà con mình hãy yên tâm, mấy anh chị mấy cô chú yên tâm đi, không có gì đâu. Anh Lộc của
anh Lộc của chúng ta sẽ không có cái hàng tin gần, sẽ không có trở về con đường cũ. Vì đây là một cái bản tánh của anh Lộc khi đứng dậy tới ngày hôm nay, là anh Lộc đã làm được rất là giỏi, rất là vĩ đại với những cái anh Lộc đã làm. Và cái tình yêu của anh Lộc và chị Thắm là một cái tình yêu gọi là rất là, không biết phải nói làm sao đó, có thể đem vào thành một cái câu chuyện cũng được đó, câu chuyện viết chuyện cũng được đó. Cho nên là hàng tin gần không có gì một chút xíu này mà làm cho mất đi cái tình yêu, cái tình cảm của anh Lộc và chị Thắm, mà để cho anh Lộc phải quay về con đường cũ. Hằng hy vọng là chuyện đó sẽ không có bao giờ xảy ra ha. Nên Hằng cũng yên tâm là khi nói chuyện được với anh Lộc và chị Thắm và nghe được những lời của anh Lộc nói, Hằng yên tâm thì Hằng cũng yên tâm rồi. Và chị Thắm cũng nói là chị Thắm cũng rất là hiểu tánh và tin tưởng anh Lộc. Cho dù thí dụ tình cảm anh Lộc với chị Thắm cái gì đi chăng nữa, thí dụ nha, thì chị Thắm nói là chị Thắm cũng tin là anh Lộc sẽ không có trở về con đường cũ đâu. Cho nên quý vị yên tâm. Đấy, bây giờ là mấy ông bên kia là đang ngồi uống bia. Mấy ông bên kia đang ngồi uống bia lai lai rồi còn chơi với bài. Chút nữa là mấy ông sẽ chuẩn bị hát karaoke. Tại vì Hằng mới nói chuyện xong với anh Lộc với chị Thắm thì Hằng nói sợ cái nói chuyện với anh Lộc hôm bữa cái video đầu tiên rồi, anh Lộc nói Hằng cũng yên tâm rồi. Và hôm nay Hằng gọi điện thoại Hằng mất xua, Hằng hỏi tại sao đi cắm liều cắm chạy, thì chị Thắm nói chắc ổng đi cắm chạy cho vui. Chứ chị Thắm nói chị Thắm vẫn nói chuyện điện thoại, gọi điện thoại nói chuyện với ổng. Cho nên là chị Thắm cũng hiểu là ổng không có gì đâu. Thì Hằng cũng nghĩ là ảnh sẽ không có chơi lại những cái đó đâu ha. Bà con quý vị mình hãy yên tâm ha. Hãy yên tâm để cho đừng có sợ. Tại rất là nhiều cái bình luận sợ quá, nói là sợ anh Lộc đi về con đường cũ. Thì Hằng cũng rất là vững lòng tin, Hằng tin tưởng anh Lộc sẽ không có đi về con đường cũ. Nghe quý vị. Ok rồi. Chào tạm biệt. Ông vẫn phải trả lời người đại diện. Không biết nha, không có trách nhiệm à. Ông là người quản lý anh thằng đó. Nói quý vị lại thấy là la làng không à. Lại đây rồi thôi, ông Mẫn ngồi đây đi. Ông Mẫn là người đại diện, người nói rồi, rồi không phải là người đại diện nha, không phải người đại diện, nói có bằng chứng cớ của ông Mẫn. Ông Mẫn là người quản lý của ông thằng. Quản lý đi ha. Thôi không quản lý thôi à, không phải quản lý. Ông dám. Ông Thành lại đây, trốn màn hình là cái mặt nó xấu quá rồi mới trốn màn hình hả? Trốn màn hình là cái mặt xấu quá rồi. Nói giờ ông Thành trốn màn hình kêu ông Mẫn là người đại diện của ông Thành, ông Mẫn người quản lý của ông Thành. Hôm nay trời đẹp, trời ấm, nắng ấm đẹp ha đó. Bây giờ nào quý vị, thì thật sự cái chuyện ông Thành đó thì giờ gì nè, Hằng có một chút xíu Hằng muốn nói chuyện của anh Thành nha. Thì hổm gài đó, thật sự là ổng nghĩ làm chỗ anh Năng, nhưng mà thì bây giờ Hằng cũng nói thôi để cho ổng relax một chút xíu đi, rồi bây giờ là phải sống nghiêm túc lại rồi đi xuống để nói chuyện với anh Năng lại, đi làm lại chỗ anh Năng. Chứ bây giờ Hằng cũng không thấy ổng làm được chỗ nào nữa. Bây giờ làm chỗ anh Năng là anh Năng rất là thương, rất là dễ luôn đó. Nói là không có cãi nha. Lại đây nè, ngồi xuống đây nè, ngồi xuống, đứng đây nè, đứng đây nè, ngồi đây đây. Ừ, lan tan lan tan, ngồi đây nè, ngồi đây nè, ngồi xuống đây nè, góc xuống đây nè, góc sau lưng tôi nè. À, ngồi xuống nói chuyện luôn đi. Đó, thì ngồi xuống đây nói chuyện luôn đó. Thì quý vị biết không, hổm gài là ổng không có đi làm từng hả? Ừ, từng hổm gài không đi làm từng rồi, thì bây giờ nghỉ cho khỏe đi, mà khi khẳng định quay lại làm á là phải nói nghiêm túc. Đâu bây giờ nghỉ quay lại đâu. Nói thấy chưa? Bây giờ đi làm gì ở đâu? Nói đi. Ở đâu nhận được rạp đó? Giờ anh nghĩ anh làm được cái gì? Làm cái gì? Ai nhận anh? Cũng được đó. Cái gì làm cũng được. Anh nói chuyện mà anh cứ nói ngang cái kiểu đó, anh phải nói rõ chứ. Anh giờ anh nghĩ như ok, tuần nay anh nghỉ ở nhà, anh nằm ở nhà không, anh đâu có đi đâu đâu. Xong anh đi kiếm. Nói việc làm đâu cần báo thằng mỏ đâu. Lên kênh của Hằng hỏi thì ai mướn anh Thành làm cái là nhóc hết rồi. Bây giờ anh Thành muốn làm con chó sền không? Việc gì cũng làm. Đây đi.
nói đây làm nhà hàng, làm nhà hàng nè, nhắm nói năm nổi không thấy nói chưa không? Vậy mà nói gì vậy, cái gì cũng làm. Thôi nhà hàng không chơi. Vậy làm gì? Làm nhà hàng cho, làm nhà hàng cho Mỹ được rồi. Làm biếng cho Mỹ ở đâu vậy? Mỹ nhưng mà nói thiệt nha, làm biếng không muốn làm cái gì hết. Làm biếng làm gì không biết sao sống thì đó đi omelet. Làm biếng lắm, không có muốn làm gì hết. Mà không có làm gì hết thì đi sao sống, đúng không? Đi homeless. Rồi câu trả lời nó để homeless nào, khó sống hơn nữa. Ờ, biết vậy thì phải đi làm. Thì bây giờ cái chỗ không làm sống được người ta. Cái vậy hả? Thì không nằm, biết có ai nuôi đường, không làm sống được. Ê, nằm ngoài đường rồi ngày có hai bữa cơm rồi sống ngủ ngoài đường giống như lúc trước đó. Sáng ra chạy bộ, tối về có cơm ăn là được. Vậy ha, ở đâu sướng dữ ha. Đi lính đi. Lính cũng chưa được nữa. Lính Mỹ này nó sướng này, nó sướng thiệt không? Nó không phải như vậy đâu, nó cũng phải có cái giá của nó đó. Rồi bây giờ nếu mà thứ nhất á, anh phải trở lại chỗ năng làm thôi chứ không nói gì trơn á. Rồi vấn đề ở đây á, nếu mà anh không chịu đi làm á là chỉ có đi homeless lại. Thì đó là vấn đề nó rõ rồi. Không nào là phải đi homeless sao? Vậy chứ anh làm gì ở đâu? Không làm đi cái gì? Không đi homeless thì đi cái gì? Đi làm cấu nội. Đó, đi làm cấu nội. Ở đâu có chỗ cho đi làm cấu nội. Hàng ca lê. Hàng ca lê mà. Thí dụ là tại mấy anh cấu nội nhà này, mấy anh cấu nội khùng. Còn nếu mà anh Thành... Còn bây giờ anh Thành á, là tỉnh không? Mấy anh cấu nội khùng rất nhiều. Anh cũng muốn khùng vậy không? Đi lên xin tờ giấy dự ký bác sĩ. Nếu mà anh đi xin tờ giấy bác sĩ thì có tiền khùng rồi. Mà phải bác sĩ ký mới được. Mà có tiền khùng rồi. Còn giờ mấy ông chú nội nhà này nó cứ nội khùng mà không được. Lên chụp đầu bác sĩ quýt cái bóp. Mày không thiệt rồi, ký liền à. Mà không biết mấy thằng mấy ông chú nội khùng giờ nó chầm gao này vô không. Tao mẫn sáng mới xin gao đó, nó vô hỏi tôi, nói mày chồng mày cứ cho mày đâu cần xin tao. Mày vô mày hỏi tao làm gì. Nó anh mẫn xin gao thì cho không, thì nó ra cắt cho ổng. Đó, ông chú nội nhà này khùng, còn chỉ có ông chú nội mía là làm kiển chân. Đó, thấy không? Thì cho nên bây giờ nè, ông có muốn khùng giống mấy ông cứu nội khùng nhà này không? Sao muốn khùng lắm mà khùng không được. Thì đó. Mới nói. Mày cứu khùng nữa. Ông cứu nội mía khùng á, làm kiển, dắt đi suối, thích thì cầm cái máy, không thích là dục, tao đi hút thuốc. Đó, mà thí dụ tại vì thương họ khùng, cái đó là khùng thiệt, không có giả bộ. Ông là khùng thiệt, cho nên mới thương quý vậy chứ nói mà khùng giả bộ của tôi không biết hả? Đó. Cho nên vợ nè, ông là chưa có khùng đến nỗi ông phải đi làm. Còn không đi làm mình đi homeless ha. Còn cái vấn đề Hằng nói nè, tại vì cái chiếc xe của anh Mẫn á, thì chiếc xe anh Mẫn chạy đi làm lâu nay đó, chứ nhiều người hiểu lầm là chiếc xe màu đỏ anh Mẫn khác. No, nha. No, chiếc xe khác, chiếc xe mà hai thằng bạn mình cho đó. Khoan, từ từ đưa ngàn từ trả anh Mẫn nhận nhận rồi trước. từ từ nói từ từ nè ha. Để thì chiếc xe màu đỏ của anh Mẫn á, là chiếc xe của anh Trương, cho anh Trương, xong rồi anh Trương đưa lại rồi anh Mẫn đi cho ta rồi, phải không? Bán rồi là khác nha. Cho nên nhiều người ở đây Hằng có thấy bình luận là nói gì lấy xe anh Mẫn cho ai đó không biết. No, cái chiếc xe đỏ đó tại vì chứng lẽ là không có bán mà tại vì thấy anh Trương ảnh lái đó rồi bị cái nó vụ đó rồi thấy nó xui xẻo thôi mình bán rồi. Bán rẻ cho người ta đó chưa không mình, nhưng mà tính mình cũng thấy vậy thì trước đó anh Thành chạy. Thì trước đó là mình có nói là anh chưa anh đưa là trước đó thì để lại cho anh Thành nhưng mình thấy cái vụ đó xảy ra là mình thấy chiếc xe đó nó xui quá thôi thôi để cho bán cho nó cho rồi đi mới kêu anh Mẫn là coi như chiếc xe màu đỏ anh Mẫn là đã bán rồi nha, là xe anh Trương chạy tai nạn đó cho nên không có thể để lại cho bán cho mấy anh em này chạy được. Thì anh Mẫn, chiếc xe đang chạy anh Mẫn là chiếc xe màu lông chuột. Chiếc xe đó là của anh An cho của Hổm. Cho nên An kia cho hai bạn anh, của mình cho. Hai bạn anh Mẫn cho chiếc xe lúc của Hổm. Thì bây giờ anh Mẫn đã mua cái chiếc xe mới rồi. Thì chiếc xe đó là anh Mẫn để lại cho anh Thành 2,000. Mà bây giờ thì không, nói chung ra thì cho cũng được, cho cũng để cũng được, nhưng tại vì đang kẹt. Mua chiếc xe mới đang kẹt thì để lại rẻ, lấy cái vốn để trả tiền xe thôi. Thì lấy lại chút xíu để bù vô trả cái xe kia, tại xe kia ổng cũng mua, ổng trả góp cho cái chủ nhà. Thì bây giờ anh Thành hiện tại chỗ anh ăn là còn khoảng 1,000+. Rồi cái vấn đề anh Lộc thì anh Lộc mới nói là anh Lộc cho anh Thành thêm 1,000 để bù vô là mua chiếc xe 2,000, còn nhiêu là dư ra mua insurance.
mua bảo hiểm đàng hoàng. Thì cái vấn đề của anh Lộc, để chút nữa xong video này Hằng sẽ trả lời vấn đề anh Lộc. Để thực sự rất là nhiều người cứ nhắn tin cho Hằng quá trời, gọi điện thoại quá trời, thì Hằng cũng không có thể nào mà trả lời từng người vấn đề anh Lộc được. Thì chút nữa sẵn cái video này cho Hằng gửi một chút xíu để mà quý vị an tâm, hay là quý vị cứ trực tiếp gọi nói chuyện với anh Lộc. Thì vấn đề anh Lộc nói là anh Lộc đã gửi cái check qua rồi 1000, gửi cái check qua địa chỉ nhà Hằng, đặng để cho phụ vô cho anh Thành mua cái xe. Thì ở đây á, thì anh Lộc nói là tại vì anh em, cho nên là anh Lộc giúp anh Thành một lần. Đó là anh Lộc ở bên kia, anh Lộc cũng đi làm. Thì anh Lộc nói là thì anh em với nhau, dầu gì anh Lộc cũng giúp anh Thành một chút. Cho nên anh Thành á, thì anh Thành nói anh Thành không có cần xin tiền của cộng đồng mạng, tại vì xin mà lỡ anh Thành đi tạo phản nó hư á, mất công mang tiếng, thành ra là tiền của ổng, ổng có hư cũng không sao, phải không, phải không? Đó là ổng nói tiền của ổng đi làm, với lại giờ anh Lộc cho ổng nữa thì chuyện đó của ổng mua mà ổng có hư á, ý ổng nói là nhưng mà bây giờ phụ lòng ổng sợ phụ lòng cộng đồng mạng, cho nên bây giờ nếu mà chính tiền của ổng mà ổng đi mua cái xe mà ổng làm được, ổng không có trở lại homeless, ổng hư á, thì cái đó điều rất là tốt cho ổng. Nên đó là cũng một cái ý chí tốt, cho nên Hằng cũng không có nghĩ là xin tiền của cộng đồng mạng gì mà để mua xe cho ổng. Thì thôi để cho ý chí của ổng đi, ổng làm được tới đâu ổng làm, cũng là một cái điều tốt. Thì Hằng nghĩ là ổng phải đi lại chỗ năng thôi, coi giờ ngày nào đi xuống dưới nè, đi làm. Không có đi làm đâu chân, đi làm lại chỗ năng, nghe lời bị đòn ha, nghe lời cũng thôi bị đòn. Bây giờ cho dù lấy cái xe, mua xe anh Mẫn rồi cũng phải đi xuống anh ăn làm nữa. Ở dưới đó là dễ nhất cho ổng, công việc làm dưới đó là dễ nhất. Ok, bây giờ nói chung như vậy nè. Rồi bây giờ tới anh Mẫn nói. Ok, bây giờ nói chung bây giờ thì cái chiếc xe đó đó, thì mình nói anh Thành là 2000, đúng không? Thì giờ cái trường hợp như vậy, thì cái này tại vì em cũng đang kẹt, em mới bán lại cho anh thôi. Nhưng bây giờ thì có Hằng rồi, có ở đây, thì em nói ok giờ để lại cho anh 1500 thôi, còn 500 kia là coi như cho tiền anh sang tin xe rồi đóng bảo hiểm. Có như 1500 thôi. 1500 thôi. Ok. Đó, giờ nó chung ra như vậy đi. Ừ. Thì em cho anh cũng được thôi, mà tại em cũng đang kẹt. Anh thì kẹt cứ lấy lại một chút, vẫn còn xoay sở, tại vì mua cái xe mới, rồi cái đồng lương của anh Mẫn á, đi làm rồi mướn phòng, rồi nói chứ đàn ông mà đủ thứ thì cũng thiếu thốn. Chứ nếu mà dư giả ra thì dư giả thì cho cũng được, nó đâu có, cũng như khúc đầu em mới xuống à, em cũng dư giả em cho anh chưa được chứ chi lẽ em cho anh không được, mà tại vì vô ngay giờ đang trong cái thế kẹt. Chứ không có gì hết. Thì bây giờ ở đây thì em nói ok hay thì lấy anh 1500 thôi, là còn 500 kia lá 500 kia để đó anh sang tên mua bảo hiểm xe chạy. Đá rách đùm đá nát, ok, lá rách, bây giờ lá rách đùm đá nát. Không, thì thật sự cái chiếc xe này trong cái tầm tay nó rất là dễ, dễ mua. Anh Mẫn là để lại giống như vậy cho vui đi, thì ông này phải có trách nhiệm đó mọi người. Ví dụ như bây giờ cái đó là đủ trong cái khả năng như vậy, thì ông phải có cái trách nhiệm đó để ông mua cái xe ông chạy như vậy, chứ khỏi cần làm phiền tới xin tiền của ai hết trơn á. Là ý ông nói ông cũng sợ xin tiền của bà con cô bác, rồi ổng lỡ ổng có điều gì sai trái á, là phụ lòng cộng đồng, cho nên là ổng nghĩ cái đó cũng tốt. Rồi Hằng nói thôi vậy đi, nhưng mà anh Lộc á, thì anh Lộc nói là anh em, thì anh Lộc muốn giúp anh Thành một lần như vậy thì dầu gì cũng là anh em ruột, cho nên anh Lộc nói anh Lộc chích ra một chút xíu 1000 anh Lộc cho anh Thành. Thì cho dù anh Mẫn có bán 1500 đi, thì 1000 anh Lộc gửi qua thì đi mua insurance đồ này kia nọ, rồi tu bổ cái xe gì đó, tu bổ bản thân chứ không tu bổ bản thân. Bây giờ sửa xe có gì đem lại anh Minh nha, ổng làm ổng chỉ thay đột hạt, thậm chí làm mà không nói chung là chiếc xe đó thì ảnh chạy ảnh biết mà. Xe còn tốt chứ, đừng có đem ra mấy tiệm ngoài nó chặt chém mình chết. Trời ơi, hồi xưa là anh có chiếc xe van đó. Anh tự sửa hả? Trời, xài tháo nguyên hộp số rồi, cha sinh mẹ đẻ chưa biết sửa xe mà tháo nguyên hộp số rồi. Bao nhiêu chục xe luôn. Review luôn á. Tao phải là review xe luôn. Tháo nguyên hộp số. Tháo xong chục xe luôn.
tháo ra, tháo nguyên hộp số ra rồi review luôn á. Thật ra anh Minh review hộp số luôn á. Mấy anh em mà trong chương trình của thằng Cali mà xe hư này kia mà thay đồ phạt mà nó nhiều á, là ảnh thay giùm đồ phạt thôi chứ tiền công ảnh không có lấy thiệt luôn á. Không có lấy, anh Minh anh không có lấy luôn á. Có cái anh cho luôn á. Ừ. Rồi bây giờ á, chiếc xe hàng bữa hôm đem lại sửa thắng, đổi thắng gì tùm lum tà la hết rồi kêu lấy tiền đồ phạt đây, ông nói thôi, ít không có lấy, như nào nhiều nhiều quá lấy rồi, không lấy gì chứ. Nên nói là mấy anh em hư xe thì đem lại anh Minh ông thay, đỡ tốn, đi làm tiền khó khăn. Chứ đem ra ngoài sửa xe chặt chém mình chết à, sao chịu nổi. Đó, đó rồi thì bây giờ vấn đề anh Thành rồi, chiếc xe vậy đây, đó anh Mẫn cũng đã nói rồi. À, thì bây giờ để vậy cho ổng để ổng có xe. Nhưng mà phải sang tên xong bảo hiểm rồi đàng hoàng mới đưa cho ổng chạy hết Mận. Vô lý. Lỡ chạy có cái gì tên của anh Mận. Lại sang tên chứ. Đi ra sang tên thôi, cái bữa bữa nào xong thì đi ra thẳng cái chỗ mình làm đó cho bả sang tên có mấy chục à. Đi ra sang tên rồi chứ mua bảo hiểm. Ý thằng nói mua bảo hiểm thôi chứ sang tên rồi đi ra ngoài đó sang tên luôn. Cái gì cũng muốn an toàn đó anh Thành biết không? Sợ lắm. Cái lái xe mình đâu có biết rồi. Xe sang tên có tám mấy đồng à. Ừ. Đó thì cứ đi sang tên. Thì xe của anh muốn giữ làm gì làm, chuyện của anh. Nói là nói giỡn vui thôi. Ý chí của anh thôi chứ thằng cũng không giữ giấy tờ xe anh làm gì. Nhưng mà ý nói là nói chơi như vậy đó. Đó. Thì cứ mua bảo hiểm cho 3 tháng đầu đi tính sao. 6 tháng như trời đóng một triệu đóng bao nhiêu đâu. Tại vì biết không, bữa hổm á ổng nói mua xe mà ổng không được giữ giấy tờ xe mua làm gì. Mà giữ cũng đâu làm được cái gì đâu. Giữ cũng đâu làm được cái gì. Nhưng mà chọc ổng vậy đó, ý chí của các anh, đồ của các anh phải tự biết giữ thôi. Nói giỡn thôi chứ bây giờ thằng cũng không thể theo giữ các anh cả đời được. Cho nên là thôi ý chí của các anh. Nó mua 3 tháng vô xâm mờ rồi. Mía hay lắm. Mía tối ngày muốn đi thì mía đi đi. Giờ mía tối ngày cũng bán rau lên á, xâm mờ đi homeless. Chuyện đó đừng có nói. Nói là làm thiệt đó nha. Nói là đi thiệt đi đó thằng không có. Chứ đừng có nói giống như là hăm dọa thằng vậy. Nói hoài à, câu đó cứ nói là xâm mờ đi homeless thôi. Cái thằng nó tự do. Muốn đi là đi ngay bây giờ mùa lạnh đi, đừng có nói hoài trước mặt hàng summer đi homeless. Trời ơi. Nhiều khi đó. Thành ra là nội. Đó bởi vậy mới nói ông cứu nội cho nên á trên mạng nhiều người chửi của anh mía nhiều lắm nhưng mà hàng nói tại ông khùng quý vị. Chứ mà nếu ông tỉnh mà ông nói vậy hàng đuổi đi lâu tới rồi rồi ông khùng. Ông nói gì thì ông nói kệ ổng. Nghe ai nói là gao gao đâu có nghĩ đậu gì đâu. Là cũng nói gì. Lấy lấy ly cà phê. Chứ nếu ổng không cùng thiệt thì thôi mình đuổi thiệt rồi. Cùng tức thì chửi vậy. Dạ mình thuốc chưa không vậy anh? Bỏ. Đó, rồi, ok bây giờ. Có thuốc an thần không? Áo chắc kệ không bị không? Áo của anh hôm qua trong xe của Hằng có lấy vô không? Này chắc trong xe hay ở cái thùng bánh hay gì. Thì lên lên vẫn kiếm thôi. Thùng bánh nào? Bánh mà tự tiện bánh mận cây cây á. Bánh khế gì đó. Nhà coi còn không có thì ở trong xe coi có không. Cho nên là thôi mấy cô yên tâm nha mấy cô. Mấy cô yên tâm rồi mấy cô đừng có nghĩ là cô lo quá cô lo quá. Mấy cái điện thoại mấy cái tin nhắn của mấy cô nhắn càng nhiều lắm á. Mấy cô nói cô lo quá. Bây giờ đọc đại khái mấy cái tin nhắn của một vài cô nha. Một vài cô là nhắn tin cho Hằng lo về anh Lộc như thế nào nha. Cái này là mình nói thiệt hết trơn nha quý vị ơi. Hằng không có nói dốc đâu. Đó. Nè nhiều lắm, nhắn nhiều lắm. Đó. Là cô này nhắn nè con ơi thật sự Lộc Thắm chia tay hay là không. Nói cho cô biết đừng có để cho bọn xấu nó hại nha. Đó mấy cô vẫn luôn lúc nào cũng nghĩ cái bọn xấu nó hại thì mình phải vững tin lên. Cô mừng cho Lộc Thắm lắm là Hằng cái trả lời Hằng nói dạ không có chia tay cô yên tâm đi thì Hằng trả lời vậy cho cô yên tâm thì cô mới trả lời là cô mừng cho Lộc Thắm lắm con ơi cô vừa nhắn tin cho Lộc và mong đây cũng không phải là sự thật mừng lắm con ơi cảm ơn con đã cho cô biết tin này là cô Tuyết đó nha thì thật sự mấy cô rất là ủng hộ và mấy cô khi mà coi mấy cái hai vợ chồng ngọng gì yến ngọng gì chửi đó thì mấy cô nói mấy cô không có coi nữa coi vài lần đó mấy cô lên máu xong rồi mấy cô không có coi nữa cho nên mình cũng gửi lời cho hai vợ chồng yến ngọng gì đó là đừng có tạo thêm cái nghiệp mình tạo phước không có được thì đừng tạo nghiệp nữa tại vì cái phước á
nếu mình không có làm được thì thôi, thì mình sẽ không có mang cái tội, mà nếu mình cứ tạo cái nghiệp mình sẽ mang cái tội. Mình thí dụ hai vợ chồng Yến Ngọng sự thật chửi chà đạp Thắm với anh Lộc để cho Thắm tự ái, Thắm chia tay anh Lộc, là Yến Ngọng đã tạo thêm một cái nghiệp, hai vợ chồng tạo thêm một cái nghiệp. Thì cái nghiệp kiếp này hai vợ chồng tạo xong rồi, hai vợ chồng bạn có nghĩ tới là con mình không thì sẽ như thế nào? Cho nên mình đừng có nói cái miệng ác quá, mình đừng có chà đạp người ta. Bây giờ biết anh Lộc là từ một cái nơi tận cùng mà anh Lộc đã làm được những hình ảnh đẹp tới ngày hôm nay, anh Lộc có cả cái tư cách hơn hai vợ chồng của Yến Ngọng luôn, thì bạn nghĩ là bạn có xứng đáng để dùng những câu chà đạp anh Lộc và Thắm không? Bạn không có xứng đáng, bạn không xứng đáng chút xíu nào hết. Mấy người mà nói người ta như vậy, thật ra họ là như vậy đó. Họ hút như vậy luôn. Họ như vậy, họ mới mới nói ra được câu chuyện như vậy. Họ như vậy, họ mới nghĩ ra đúng rồi đó. Câu chuyện như vậy, phải không? Thì tại thì họ từng trải qua như vậy cho nên họ nói ra rất là suông miệng. Bây giờ nè, thí dụ người ta đã tận cùng của xã hội khi người ta ngôi lên, hay là những người đang tận cùng của xã hội, các bạn không có giúp được gì, các bạn đi xuống tìm một cái video đăng lên để có cái view mình làm cho riêng mình, các bạn có thấy ngại không? Có thấy ngại không? Nếu tôi đi quay homeless, ngày nào cũng homeless thiếu gì ở ngoài đường thì đi quay kiếm phim, quay cái gì đâu quay. Ngày nào tôi có công có việc tôi đi làm cái gì thì tôi quay cho các bạn xem. Hay là tôi giúp được người nào làm công việc gì cho người đó tôi mới quay cho các bạn xem. Còn cái này cứ đi tìm tòi moi lên, thằng này nó không có ai nghiện được, thằng kia nó không cai nghiện được, nó cai được kệ nó. Đúng không? Mà là diễn chi vậy? Diễn chi tạo cái nghiệp vậy? Còn thí dụ trong chương trình có thằng làm, thằng review lên, anh em nào đã cai được tới đâu hay anh em nào không làm được là tại vì thằng Châu quý vị biết. Còn thí dụ thằng Thiện nó không có ý chí, nó xuống dưới đi moi nó, biết nó có được view, đi moi nó quay để làm gì, khùng quá. Nó dẫn về nhà nó ăn cơm á, tôi đâu có bỏ nó được đâu, tôi đâu có bỏ nó được đâu. Bây giờ quý vị nghĩ tôi bỏ được, nó đâu có làm hại gì tôi, nó không có quấy phá tôi bất cứ cái gì. Nó không có quấy phá, nó không làm phiền, nó về nó ăn cơm thôi, nó nấu cơm nó ăn thấy rất là đứt ruột, rất là hiền dễ thương. Nhưng mà nó chỉ nói là không muốn chị hàng chửi bới ràng buộc vậy thôi. Rồi tôi bỏ nó đi đâu? Nó nói hai tuần nữa em mới về, mà em về luôn là em muốn đi nữa. Rồi giờ tôi làm sao? Lại khẳng định cho nó làm chuyện gì của nó đó. Đó, rồi mà quý vị đi tìm nó quay lên để đăng lên, nói nó không có cai nghiện ở suối nữa, với suối kệ nó, tôi có làm, tôi không làm gì được nó. Nó ở kệ nó, tôi cũng có nói là nó ở nhà đâu, tôi có giấu đâu, nó về nhà tôi cũng cho quý vị xem đó, có giấu đâu. Mà nó nói hai tuần nữa đủ cái thời hạn của em mới về luôn em không đi nữa. Nó khùng vậy đó, sao hỏi hôm qua kìa, hỏi qua hỏi chăng ngân tháng em mía phải kìa. Rồi tôi nghiệp lắm, không có làm chân hiền khô hiền queo à. Nói bài xong cùng phục sòn thành công để bán được mấy triệu đô, rồi cái ảo cái khùng của nó vậy, quý vị nghĩ sao? Nó đâu có làm cái hãng, gì cái hãng điện tử bữa giới thiệu cho Thiện nữa còn không? Không phải điện tử, cái đó là cái chỗ mễ nó muốn gỡ mấy cái đồ để dục, mà gỡ để sắp ra cái thứ tự mấy ông nội tôi dục giống như đống rác của người ta, rồi người ta không có mướn luôn, người ta nói mướn dân khùng lại, người ta không có mướn. Rồi bây giờ còn không? Không, nó nói nó mướn tụi mễ nó, giờ nó không kêu nữa. Chứ có thì đương nhiên là kêu anh Trương đi làm không. Bảo vậy, nói là mấy ông nội khùng công rồi hỏi đi làm đâu quý vị, có thấy không? Người ta kêu để đồ phạt này qua đồ phạt kia, đồ phạt kia, ông nội nó khởi rồi nó dục động gác vậy, cứ nào cũng vậy trơn á. Tại vì ông Thành thì không có, ông Thành thờ á thì không có biết tiếng Anh, rồi người ta nói gì cũng hừ không, miễn tao gỡ tao dục ra được rồi. Cuối tình đấy đó, rồi xong rồi cái đó nói thôi nó mướn nữa, mà đừng nó nói khéo, nó nói hết việc rồi chứ không phải. Còn Thành vô kìa, Thành vô xin đi. Không có, cái đó là mễ mà, rồi tại cái anh Long kia anh đưa vô giùm. Anh Long kia đó, mà giờ anh Long kia thôi nó nói sợ rồi, nó không có mướn nữa, nó để mướn dân mễ của tụi nó. Giờ việc làm đang xuống với, trời ơi, hãng đang lay off dữ trời. Chị Yến tuần sau là bị lay off hình tuần đó. Hãng thứ hai gọi xin đi đi lắm rồi. Nha quý vị, cái này mình nói thiệt, cho nên kinh tế đang nước Mỹ đang xuống, hàng cũng gầu là mấy anh của hàng mất việc làm. Thứ hai gọi xin tiền EDD chắc nó cho chắc làm nhà cũng vài tháng. Nói nghe nè, đi làm thay thế đủ 6 tháng, mấy đi làm từ 6 tháng anh được xin tiền 6 tháng cho lên cho bộ. Năm 2017 tôi làm mấy năm trời chưa khai. Đó là hồi đó, giờ nó tính ra năm nay. Năm nay, nhưng mà cái tiền thất nghiệp nó tính năm nay nó lấy. Thôi bây giờ đừng có nói, phải gọi lên để hỏi thử mới được. Thứ hai gọi mới được. Thứ hai phải gọi, phải làm, in review lâu lắm ông nội.
ông đòi nó ngồi ông làm một lần cho người ta cả mấy tiếng đồng hồ á, vừa chờ điện thoại vừa này vừa kia. Vậy ngày mai sáng sớm á, thứ hai mới lễ không có làm việc. Thứ ba đó đi bộ qua đây nè, ngồi với anh Đôn nguyên buổi đi, anh Đôn phụ cho làm lâu lắm. Gọi ngồi chờ lâu, phải lấy hẹn ông trước coi ông có mắc cái gì, ông có hẹn gì không. Xong đi bộ qua đây, xong đi bộ xuống cáp với tàu rồi vô cây xăng hỏi ông người nhận người đi không, đi lại cái đó ông nhận lắm, không có đâu. Cây xăng anh đừng có mơ, người ta nhận khó lắm, tin thằng đi. Cây xăng nó nhận khó lắm, không phải tính tiền không, nó sai mình đổ gác, làm đủ thứ trò, quét gác ngoài cây xăng rồi làm đủ hết, làm tất cả. Làm cây xăng gần mấy năm trời đó. Bây giờ là chỉ cho nói anh tỉnh táo lại đi, anh chịu đi làm, anh đừng có vừa làm vừa chơi đi. Thì hàng kiếm cây xăng cho. Giờ không biết xuống chỗ đó hỏi lại, không biết cần người ta. Không hỏi lại đâu. Cây xăng ở đường số 1 gần Bay Bon Uon á. Cây xăng Chevron á. Ông chủ ông Bill á. Đó. Tết mà lúc đó mới vô làm Noel nó cho 150, New Year cho 200. Cho bao lì xì á. Cho nên vợ nè thiệt tình luôn á, công việc thì bị lay off nhiều lắm, hãng xưởng. Rồi nếu mà mấy ông thất nghiệp á thì làm gì? Làm gì sao? Ăn tiền thất nghiệp. Mấy anh phải làm từ 6 tháng trong cái công việc hiện tại mấy anh được mới được xin tiền thất nghiệp. Ông thành khờ đâu có làm trên 6 tháng ăn được đó. Không, ông làm dưới sân văn, ông nghĩ ông làm nhiều lắm, mấy năm trời mà. Thì đó là cũng làm mấy năm trời vậy. Ông liên tục trong liên mấy tổ. Năm nay, còn anh là anh làm năm. Covid anh sao làm? Trời. Thì bây giờ cứ gọi. Thử đi. Cứ gọi hỏi thử. Vô book appointment với anh Don đi, rồi qua anh Don nó phụ. Cái lúc mà trước khi Covid mình thành nghỉ cái chớp cây xăng đó, xin tiền thất nghiệp nó cho rồi đó. Còn quý bà con cô bác, hãy yên tâm, Hằng nghĩ là anh Lộc không có làm cho mọi người thất vọng để đi về con đường cũ đâu, cho nên hãy yên tâm đi nha. Ok rồi thôi, video của Hằng tới đây xin tạm dừng. Một lần nữa Hằng xin quý vị với lại nói ông thần này, nếu như mà ổng mà trở lại con đường cũ, ổng mà trốn camera, ai mà trốn camera là hư mới trốn camera nha. Đó thì nếu mà ông thần này mà trở lại con cũ, Hằng không có giấu đâu, hiện tại ổng vẫn còn ở trên bờ và ổng muốn nghỉ gì lắc hết tận chứ chưa nghỉ. Cố gắng đi nó vẫn mà có đi cũng đi. Không cần trốn nữa. Đi hôm lát cũng không cần trốn. Ủa nói vậy chi vậy? Đừng có đi có đi cũng đâu cần trốn. Không cần trốn. Tại vì mấy ổng quen vậy rồi, cho nên thôi bây giờ nghị lực của mấy anh thôi, thì cố gắng được tới đâu hay tới đó. Vậy đây, cố gắng lên. Ok bye. Bye. Vẫn giải thích bông ra trời, bông trời tặng ba. Vàng giữa là đỏ. Ổng hỏi Hằng ý nghĩa gì, Hằng nói tôi có được tặng mấy cái lãng mạn đâu. Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết sống lãng mạn về tình yêu gì hết trơn, nó đâu có được tặng cái gì đâu. Thì thiệt cái này nói chung ra người chơi hoa, người ta biết chơi hoa người ta mới biết, chơi hoa mới, biết mới hiểu được cái ý nghĩa của nó. Cái bông hoa màu trắng á, màu trắng mà không phải là trắng không nha, trắng phải có một màu vô. Màu trắng á là cho sự trong trắng. Màu vàng á cho sự cho về tình bạn. Còn màu đỏ là cho tình yêu. Là nói chung ra trước hết á là phải tên với nhau là trong trắng. Đến với nhau là tới tình bạn xong mới có tình yêu. Là coi như á là anh đến với một người đó là lúc đầu là trong trắng. Là tình bạn trước. Rồi là mới tới tình bạn. Mới tới tình bạn. Rồi xong rồi. Xong mới tới tình yêu. Mà bây giờ đã yêu rồi. Yêu rồi. Yêu rồi mới tặng. Yêu rồi mới tặng. Như vậy ông Danh có tặng người yêu qua Valentine cái bông nào không? Không có tặng qua điện thoại tin nhắn rồi đó. Có. Có. Mới nhắc có gọi rồi phải không? Đó. Giờ ăn bánh. Hello. Rồi hả? Quên sáng giờ em đi đám nè. Quên ví dụ là để tặng bông cho nó ha. Keo quá. Còn ông này có tình yêu vậy, có tình bạn, người ta nhắn tin, người ta nói chuyện để cho khai khỏa, tại sao ông không chịu nói, ông tránh né? Mệt cái gì, nói chuyện tình bạn thôi, có người nói với mình cũng là một cái niềm mà để cho mình cái động lực chứ.
ổng lại không thích nói chuyện với bạn gái hay là nói chuyện gì á. Sao hả? Khúc cổ chứ nói chuyện tình yêu. Không có tình yêu gì, nhưng mà đó là một cái nói chuyện về tình bạn thôi. Cũng có người á, khi nói chuyện để đợi động viên mình. Nói chuyện cọc lóc là ai mà nghe. Có nói bằng điện thoại chưa? Vậy chứ không lẽ nói cái gì mà không cọc lóc. Chưa nói chuyện điện thoại rồi làm sao biết cọc với lóc chứ không là cọc với không lóc. À, khi nói thì mới hiểu. Rồi mình mới cảm thấy từ giọng nói có nhớ nhung lưu luyến. Nói giờ ông Danh nghe tim đen rồi. Tại ông Danh không có nói chuyện với giọng nói. Ông chỉ lưu luyến qua giọng nói. Thì mấy người lãng mạn thì vậy. Còn mấy người mà người ta hả, kiểu đàn ông. Mà biết lãng mạn là cái gì đó trời. Ăn cơm với đèn cầy rồi. Tôi thì không có thích lãng mạn vậy. Tôi là không có thích màu mè mà kiểu lãng mạn đốt cây đàn cầy hay là đem một cái bông hoa gì không thích. Mặc dù rất thích hoa mà ai mua tôi nguyên cái chậu cây rồi vậy đó, chứ đừng có mà cầm cái bông đem lại rồi này kia ra là tôi mắc cỡ dữ lắm. Thành ra hồi từ xưa giờ cuộc đời tôi nói á, mấy người đừng có thiệt. Tại vì cái tánh tôi á nó đàn ông dữ lắm, ai mà làm cái gì mà lãng mạn với tôi không có chịu. Để hỏi anh đòn anh không đó. Có không có luôn đó. Hồi đó ông cho tôi là cho ông cục tiền. Ông cho tôi là cho một cục tiền hay cho một căn nhà vậy thôi đó, chứ không có tặng cái bông rồi anh yêu em nữa, không có. Tôi nói đây quý vị nó thiệt, tánh tôi đàn ông dữ lắm. Mà cuộc đời tôi từ xưa giờ phụ nữ tôi lớn lên vậy đó, nó như đàn ông vậy đó, không có lãng mạn anh ơi anh à, nhõng nhẽo được không có. Phải tôi chưa gặp ổng hồi xưa, tôi ở Việt Nam tôi cũng có người yêu, tôi cũng có cái này cái kia chứ, nhưng mà tôi không có kiểu đàn bà được, không có kiểu nhõng nhẽo lắc qua lắc lại như rồi đi đánh qua đánh lại như bà này bà kia, tôi không làm được. Nên tôi nói ổng cho tôi là ổng cho tôi căn nhà, ổng cho tôi cục tiền chứ ổng không có cho tôi cây bông, không có cho bó bông gì hết á. Cái bông ra kìa. Còn thằng Alex này là thằng này là nếu mà phụ nữ nào tới nói lãng mạn lắm, cầm bông éo qua éo lại. Thiện cũng lãng mạn dữ lắm. Thiện cũng lãng mạn lắm. Cười quá. Nên nó mới nói là Alex mỗi lần mà bị trúng cái những cái em lắc qua lắc lại làm nó té giếng đó anh, té giếng anh mặn. Làm nó té giếng. Nó tại nó thích lãng mạn, biết không? Tôi hỏi nó, ê từ hồi mày ở nhà tao tới giờ mày nghe tao chửi hay mày nghe tao có ngọt ngào chưa? Nó không có nghe ngọt ngào chửi không. Nghe chửi không à, chưa có nghe ngọt ngào. Nãy giờ nó, ủa nó đi đâu rồi mới thấy ra nó đỏ lòm, vừa thấy nó mới nhớ, thấy nó đi mua bông không thấy không? Đi đâu nó cũng mua bông về để ở nhà thấy không? Chờ câu hỏi thẳng. Là mấy người đó cái tánh đa tình là dễ bị bồ đá, dễ bị té lắm. Những người mà đa tình đó quý vị là khi gặp cái chuyện gì bị sốc tình yêu hay sốc cái gì là dễ bị té đó, dễ bị té. Là mấy người sống mà yếu đuối đa tình. Ông coi nặng về tình cảm. Ông cũng vậy đúng không? Không, tình cảm là tình cảm những cái ý nói là đừng có tình cảm về tình yêu á. Tại vì khi họ yêu quá, họ thấm sâu trong đầu, họ bị dục xuống cái là họ tiêu liền. Cho nên tôi đàn bà tôi mạnh mẽ lắm, tôi không có thất tình đâu ông nội. Tôi có thất là thất trong 10 ngày à. Là tôi quên mất rồi. Thất trong 10 ngày thôi tôi quên mất tiêu rồi. Không mạnh mẽ làm sao mà tôi có thể tôi thiệt đảm đang đứng vững được. Đàn bà là phải vậy. Chứ yếu đuối quá không có được. Yếu đuối quá không làm được gì hết á thiệt mấy chị. Đàn bà phải mạnh lên nha mấy chị. Mình nói thiệt luôn á. Đừng có yếu đuối. Bởi vì tôi thấy mấy ông đàn ông yếu đuối tôi tức muốn học máu luôn. Thấy ông Danh kìa. Tôi tức. Tôi nói đàn ông mắc gì phải yếu đuối. Rồi làm sao người phụ nữ kế bên mình cảm thấy an toàn. Thiệt. Cho nên đàn ông phải mạnh mẽ. Cho nên khi người phụ nữ kế bên mình thì mới cảm thấy an toàn. Cho dù phụ nữ mạnh mẽ tới đâu, đôi khi cũng muốn có một bờ vai an toàn mới tới. Còn tôi nếu không có bờ vai an toàn thà tôi ở vậy. Cái này là nói thiệt luôn á. Bờ vai an toàn á. Hiểu không? Thành. Hiểu không? Bờ vai an toàn á. Ờ hả? À, sao? Thí dụ ông khi có một người phụ nữ, ông có làm một bờ vai an toàn cho người phụ nữ đó yên tâm không? Không biết nữa. Không biết làm nổi không á. Thì ra cố gắng.
Thì đó vậy thôi. Làm sao cho được an toàn. Nhưng mà thôi. Bây giờ ông nhìn vào mắt tôi đi, ông có thấy gì lai động không? Thấy hai cục vàng. Bây giờ ông nói ông không có lãng mạn. Bây giờ tôi cho ông nhìn vào mắt tôi nè. Thấy cái cọng lông nheo đó chớp chớp chớp. Ừ mà sao mà giỡn chơi với mấy ông này nhìn đâu có thấy cảm giác gì đâu ta. Kìa thấy chưa đó. Ờ cho chó. Anh kêu đo nhìn vào mắt tôi hả? Chị nói đó giờ chị, anh không có tặng bông hay là lãng mạn gì hết trơn kìa. Ông sống với tôi 30 năm tôi nói ông cho tôi căn nhà hay cho ông cục tiền không chứ đâu cho bông. Anh Đoan bữa nào ghét đi mua bó bông về tặng liền. Thế tôi nói đó giờ lúc tôi ở Việt Nam vậy ông thảy cho tôi cục tiền hay ông thảy cho tôi căn nhà không à, chứ ông đâu có cho tôi cái bông cây bông nào đâu, đâu có cho bó bông. Đủ rồi đàn ông vậy đủ rồi. Thì ở Việt Nam gì vậy là biết rồi. À, đâu phải rồi. Mỹ đâu rảnh rang sơ sẵn. Đúng rồi. Tặng bông tặng hoa rồi tặng cái gì là tặng chó. Đó bây giờ tặng chó. Đó chó kìa đó tặng đi. Đó. Đại ca ra đó. Bây giờ đó nè chó đầy nhà cho vậy đó. Đó. Ủa, anh tới. Nó nhảy tối ngày đùng 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 ai tới nhà là nghe xỉu với tụi nó đó. Nó một đám chó đó. Đó thấy chỗ chó ỉa là không có cục cứt không? À là thốt hết. Là, à là thốt quá, thốt tới mấy tấn rồi đó, mấy tấn cứt chó rồi đó. Thốt là em rải làm phân. Đâu có làm phân ghê lắm, nó đào nó chôn, nó đào lỗ đất nó chôn xuống dưới. Đó thấy nó cào nó hốt không còn cục không còn miếng không. Nhà này hốt cứt chó là trách nhiệm của Alas. Cái nó nói mỗi mốt qua nhà mới á, nó kêu phải đóng một cái chỗ riêng để chó ỉa, đừng có để ỉa lan ra. Nó cũng sợ tiếp tục hốt cứt chó. Nó sợ tiếp tục hút cái chó đó, giờ thả ra lái ỉa vậy đó, bốn con nhỏ nha. Bữa nay con kia em tới ngoài đường á. Con kia hả? Ừ. Đang chờ đó. Đang chờ đó hả? Chó đực tới tại nhà có chó cái, chó đực nó tới nó canh cười chết. Cũng biết chó nhà ai. Chó nhà ai, thấy con chó nó cứ đi vòng vòng nãy giờ. Ngồi đó sáng nào cũng ngồi ngay cửa nhà chờ. Có đang kiếm mặt bạn muốn hẹn hò. Mà chó tới nhà ngồi chờ hoài rồi, không biết sao chắc nó thấy nhà mình chó đông á. Nó theo nó chờ nhiều á. Ông muốn hẹn hò Tây Việt. Trời ơi, rồi ông nội đó ông là ngồi ông đứng cuốc cái gì nữa vậy?